Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 8, do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ chiều ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 113 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 45 người, bị thương 61 người, trong đó có 40 vụ va chạm, làm bị thương 25 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý 27.086 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Vào khoảng 9 giờ sáng nay 18 tháng 8, trên đường Trường Chinh, đoạn qua phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, một xe ô tô loại 16 chỗ chở 12 người bệnh và người thân đang trên đường từ bệnh viện về nhà, bỗng bốc cháy dữ dội khiến mọi người trên xe hốt hoảng. Theo lời của các nhân chứng, khi xe còn cách vòng xoay An Sương khoảng 100m, phía trước chiếc xe bốc khói kèm theo mùi khét. Phát hiện sự việc, tài xế ngay lập tức đã tấp xe vào lề đường và gọi hành khách thoát ra. Sau khi đưa hết hành khách ra ngoài xe, tài xế dùng bình chữa cháy nhỏ để dập lửa, nhưng ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả chiếc xe. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp được điều đến để dập lửa, nhưng chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Được biết, chiếc xe này đang đưa người bệnh và người thân trở về Tây Ninh sau khi khám bệnh tại một số bệnh viện ở TP.HCM. Còn tại Hà Nội, vào khoảng 11 giờ sáng nay, xe ô tô tải mang biển ngoại giao 80NG29887 bất chấp biển cấm lao lên cầu thép qua ngã tư Láng Hạ - Thái Hà đã đâm đổ rào chắn giới hạn chiều cao gây ách tắc giao thông trên đường Láng Hạ. Rào chắn cầu vượt Láng Hạ có gắn các biển báo cấm các loại phương tiện có chiều cao hơn 2,2 mét, trọng tải trên 3 tấn và chỉ cho phép xe ô tô con và xe gắn máy lưu thông trên cầu. Tuy nhiên, chưa rõ tài xế xe ô tô 80NG29887 thiếu quan sát hay cố tình đi vào cầu vượt đã khiến phần thùng xe va chạm và kéo đổ sập chiếc rào chắn làm bằng thép khá chắc chắn. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, đây là lần thứ 3 rào chắn cầu vượt Láng Hạ bị các phương tiện húc đổ do tài xế không tuân thủ quy định về an toàn giao thông. Theo Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao tốc Việt Nam, bắt đầu từ ngày 28 tháng 8 năm 2014, các loại xe vào đường cao tốc TP.HCM Long Thành - Dầu Dây sẽ đi theo tuyến đường mới. Tại TP.HCM, xe đi đường Nguyễn Duy Trinh - quận 9 sẽ vào đường cao tốc sẽ được rút ngắn gần 2 km so với trước đây đi vòng đường Vành Đai 2. Còn ở Đồng Nai, xe vào đường cao tốc ở quốc lộ 51 sẽ rút ngắn khoảng 500m so với trước đây. Theo quy định, tốc độ xe từ trong các nhánh ra vào đường cao tốc là 40 km/h. Cũng từ ngày 28 tháng 8, các loại xe tải, xe rơ móc chở container được đi trên đường cao tốc TP.HCM Long Thành - Dầu Dây thay vì hiện nay chỉ cho xe từ 10 tấn trở xuống đi. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chấp nhận đề xuất của Công an thành phố về việc lắp đặt hệ thống camera quan sát để xử lý phạt nguội những trường hợp vi phạm giao thông. Theo đó, camera sẽ được lắp đặt ghi hình tại các nút giao thông trọng điểm trên các tuyến như Thăng Long - Nội Bài, Nhật Tân - Nội Bài Mới, quốc lộ 5 và 9 tuyến đường ra vào trung tâm thành phố. Ngoài ra, khu vực nội đô cũng bố trí máy quay trên đường Phố Huế - Hàng Bài, Nguyễn Thái Học - Tây Sơn - Bà Triệu, Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Hai Bà Trưng - Cầu Giấy để ghi hình những xe vi phạm. Trong năm 2013, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt đã áp dụng xử phạt nguội qua hệ thống camera giám sát trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Rẽ, xử lý được 460 trường hợp vi phạm, trong đó đa phần là xe khách và xe tải. Bộ Giao thông Vận tải vừa ra quyết định thay chủ đầu tư một loạt dự án trọng điểm của ngành đường sắt sử dụng vốn ngân sách và vốn viện trợ phát triển chính thức ODA. Trong đó, Bộ sẽ trực tiếp quản lý 13 dự án vốn ODA chuyển từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Quyết định này được người đứng đầu ngành giao thông đưa ra không lâu sau hàng loạt tiêu cực của ngành đường sắt bị phanh phui. Trong số 13 dự án ODA này, có 6 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và 7 dự án đang thực hiện đầu tư. Các dự án đều có mức vốn hàng nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý là dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1, Yên Viên - Ngọc Hồi, với mức kinh phí giai đoạn đầu Giáp Bát - Gia Lâm là gần 19.500 tỷ đồng và tiểu dự án giai đoạn 2A từ Giáp Bát đến Ngọc Hồi có mức đầu tư là 24.825 tỷ đồng. Cũng theo quyết định này, 5 dự án do Cục Đường sắt làm chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách cũng sẽ được chuyển trực tiếp về Bộ Quản lý, bao gồm 2 dự án đang triển khai là tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và dự án Yên Viên - Cái Lân. 3 dự án đang chuẩn bị đầu tư là Sài Gòn - Lộc Ninh, Biên Hòa - Vũng Tàu và cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện. Các đơn vị liên quan sẽ phải tiến hành những công việc cần thiết để sáp nhập ban quản lý các dự án đường sắt của tổng công ty
và Ban Quản lý Dự án Đường sắt thuộc Cục Đường sắt thành một ban quản lý trực thuộc Bộ. Trong thời gian tới, các trạm thu phí trên cả nước sẽ được thay thế hoàn toàn bằng trạm thu phí tự động, tiết kiệm thời gian và không gây ùn tắc. Bộ Giao thông Vận tải hiện đang xây dựng hệ thống thu phí tự động không dừng xe, thống nhất trên tất cả các tuyến đường bộ, trước mắt áp dụng ngay cho quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên khi hai tuyến đường này hoàn thành đầu tư mở rộng. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu dừng ngay việc triển khai xây dựng hơn 20 trạm thu phí theo kiểu cũ trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh. Với tất cả các trạm đang tồn tại, phải chuyển sang thu phí không dừng tại toàn bộ các làn thu phí, trong đó chỉ để 1 đến 2 cổng, có kết hợp cả thu phí không dừng và thu phí một dừng cho các chủ xe chưa có tài khoản hoặc chưa muốn chuyển ngay sang thu phí không dừng. Khi triển khai thu phí không dừng, việc thanh toán phí cầu đường được thực hiện tự động qua hệ thống thanh toán ngân hàng. Để sử dụng dịch vụ trên, các phương tiện chỉ cần đăng ký qua tài khoản tại ngân hàng, gắn liền với thiết bị thu phí lắp trên xe, gọi là thẻ OBU, và hệ thống sẽ tự động thanh toán qua tài khoản của hành khách. Bộ Giao thông Vận tải khẳng định sẽ không bắt người sử dụng phải bỏ tiền ra để mua thiết bị, mà phải phát không cho lái xe chủ đầu tư có nhu cầu. Hiện tại trên cả nước có khoảng 12 trạm thu phí tự động không dừng. Liên quan đến thực trạng xe đúng tải biến thành quá tải, vào ngày hôm nay, Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh cho biết đơn vị đã quyết định chấm dứt chức vụ lãnh đạo với hai trạm trưởng trạm cân trên quốc lộ 18, tuyên truyền về nhận vị trí thấp hơn. Nhiều cán bộ liên quan đến lộ trình xe quá tải vượt trạm cân cũng bị xem xét trách nhiệm. Cụ thể, ông Nguyễn Quốc Hùng, trạm trưởng trạm cân lưu động km 58 Đông Triều, bị chuyển về làm phó ban quản lý dự án thuộc sở. Ông Vũ Văn Hào, trạm trưởng trạm cân cố định Đại Yên, thành phố Hạ Long, bị luân chuyển về làm đội trưởng một đội thanh tra giao thông. Bên cạnh đó, sở cũng đã có quyết định rút về 7 cán bộ đang công tác tại trạm cân lưu động đặt ở Đông Triều về lại trạm cân cố định Đại Yên để tăng cường cho lực lượng kiểm soát tình trạng vi phạm xe quá tải trong thời gian tới. Ông Lê Thế Khánh, tránh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh, sẽ được bố trí đảm nhận chức vụ trạm trưởng trạm cân lưu động đặt tại Đông Triều. Ông Bùi Trọng Mỹ, trạm phó trạm cân lưu động, sẽ được bổ nhiệm làm trạm trưởng trạm cân cố định Đại Yên. Trước đó, liên quan đến vụ việc này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có chỉ đạo phải sắp xếp sàng lọc lại lực lượng lãnh đạo đứng đầu các đơn vị kiểm soát tải trọng để đảm nhận tốt hơn vai trò chủ chốt của mình trong việc kiểm soát xe vi phạm tải trọng. Cần có một tiêu chí xét tuyển riêng đối với người lái xe khách. Đó là một trong những ý kiến của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An trong cuộc làm việc với Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải. Đại diện của Sở này cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cần xây dựng tiêu chí riêng đối với lái xe khách như đối với đội ngũ phi công lái tàu. Trong vụ tai nạn xe khách khiến 3 người thiệt mạng ngày 5 tháng 8 trên tuyến đường từ Nha Trang đi Đà Lạt, hành động dũng cảm của lái xe Phạm Thành Long khiến nhiều người cảm phục. Ngày 9 tháng 8, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chia buồn với gia đình và biểu dương hành động dũng cảm hy sinh của tài xế Phạm Thành Long. Cũng một vụ tai nạn giao thông khác liên quan đến xe khách xảy ra ngày 9 tháng 8 tại Bạc Liêu nhưng lại khiến rất nhiều người bức xúc. Lái xe khách biển kiểm soát 83N3503 chở trên 40 hành khách do thiếu quan sát đã tùy tiện cho xe chui qua gầm cầu vườn, khiến tất cả phần mui xe và hành khách trên xe bị hất tung xuống đường. Hậu quả 26 người bị thương phải nhập viện. Liên quan đến vấn đề này, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An mới đây cho rằng cần có một tiêu chí xét tuyển riêng đối với lái xe khách. Cùng với đó, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cần xây dựng tiêu chí riêng đối với lái xe khách như đối với đội ngũ phi công, lái tàu. Không thể để tình trạng một lái xe khách, người chịu trách nhiệm về sinh mạng của hàng chục con người mà kinh nghiệm, trình độ, đạo đức, ý thức chỉ bằng một người lái ô tô bình thường. Như thường lệ, sau đây là lịch bay hàng không trong ngày. We'll be right back.
đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình. Mặc dù đã lắp đặt chặn cân, nhưng tại các tuyến quốc lộ 6 địa phận đi qua huyện Lương Sơn, Hòa Bình, Chương Mỹ, Hà Nội và quốc lộ 1 đoạn đi qua địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vẫn bị xe quá tải cày sới hàng ngày. Điều này ngược lại với những báo cáo của lực lượng chức năng khi cho rằng việc xử lý xe quá tải luôn được thực hiện nghiêm túc. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Tuyến quốc lộ 6 đoạn qua huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Mỗi ngày, hàng trăm xe quá tải chở nguyên liệu và thành phẩm thức ăn gia súc từ Chương Mỹ, Hà Nội đi các tỉnh lân cận và ngược lại. Không chỉ thế, dù nắng hay mưa, những xe quá tải này vẫn bền bỉ và ngang nhiên chạy trên đại lộ Thăng Long. Vào giờ trưa, lái xe dừng xe trên đại lộ để băng qua đường ăn nghỉ. Xe của mình kiểm định là mấy tấn? Kiểm định là 9 tấn, 10 tấn. À, 9 tấn rưỡi, 10 tấn. Thế là thường thường là mình chở gấp đôi số tải? Chở gấp đôi. Đáng chú ý, lượng xe quá tải hùng hậu này lại thoải mái tung hoành trên quốc lộ 6 thuộc địa bàn thành phố Hà Nội mà không hề bị cơ quan chức năng nào xử lý. Thực tế này hoàn toàn mâu thuẫn với báo cáo của lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về việc xử lý xe quá khổ quá tải trên địa bàn thành phố. Chúng tôi cũng đã triển khai các cái hoạt động về tăng cường công tác tuần tra kiểm tra xử lý bằng các cái cân lưu động, cân sách tay ở một số các tuyến quốc lộ khác lân cận. Ví dụ như trên quốc lộ 2, quốc lộ 3, quốc lộ 21, đường quốc lộ 6. Thì với cái sự phối hợp đồng bộ như vậy thì có thể nói là ở khu vực Hà Nội thì cái tình trạng xe chở hàng quá khổ quá tải đã được xử lý một cách nghiêm túc. Không chỉ ở Hà Nội, tình trạng xe quá tải hoành hành phá đường cũng đang diễn biến hết sức phức tạp trên tỉnh lộ 295B, đoạn đi qua địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Các xe quá tải chọn tuyến đường này nhằm tránh cân tải trọng đang đặt trên quốc lộ 1. Trước cái thời điểm mà chưa tập trung vào đê, chưa mùa mưa bão thì chúng tôi luôn thường xuyên và đặt trạm 24/24 trên các cái tuyến đường huyện, lộ, tỉnh lộ để xử lý cái số xe quá khổ quá tải này. Nhưng từ khi chúng tôi tập trung vào cái tuyến đường mà liên thôn liên xã cũng như tuyến đê thì cái tình trạng xe quá tải bắt đầu có hiện tượng là chạy lại nhiều hơn. Tại khu vực trạm kiểm tra quá tải trọng của tỉnh Hà Nam, bên cạnh những xe chở vật liệu xây dựng được cân theo quy định thì vẫn có nhiều trường hợp cán bộ trạm cân chỉ dừng xe đo đạc cho có rồi tiếp tục cho lưu thông. Lưu lượng xe đi rất là lớn, nếu chúng ta tập trung mà cân tất cả thì báo cáo thì cũng không có thời gian, không đủ lực lượng để và chúng ta cân hết. Cho nên là những cái xe nào có dấu hiệu vi phạm nặng và lớn thì chúng tôi yêu cầu phải dừng xe. Còn những xe nào mà cũng có những cái chưa đến mức vi phạm lớn thì chúng tôi cũng có những cái kiểm soát và cũng để mà lực lượng lúc đó khi đó mà còn làm các cái nhiệm vụ khác. Bất chấp các quy định, chỉ đạo từ chính phủ và các ngành chức năng, xe quá tải vẫn tham gia giao thông. Còn lực lượng trực tiếp chịu trách nhiệm cân xe, quản lý các tuyến đường thuộc địa bàn của mình thì dường như không hề hay biết về sự có mặt của lượng lớn xe quá tải này. Hoặc có biết, cũng chỉ để cho biết mà thôi. Bản tin giao thông an toàn ngày 18 tháng 8 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.